Thì vừa xin chào cả nhà và con cô bác mình ha. Thì hôm nay mình thu hoạch cái vườn dừa mã lai chu nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy mã lai chu mà trái cực kỳ không, trái nhìn thấy giống như mã lai bầu luôn mà. Mã lai chu nha cả nhà. Thì hiện tại bây giờ gần Tết rồi đó, thì cả nhà cũng thấy dừa nó treo cổ lại rất là nhiều, có vườn là nó không còn trái luôn nha cả nhà. Thì hiện tại dừa mã lai chu với mã lai bầu á thì giá nó đang lên lần nha cả nhà. Đó, vừa mã lai chu mà trái thì phải nhìn thấy khủng luôn cả nhà. Thì nó chỉ có cái là bự xác, cái bự vườn nào người ta trồng người ta phân thuốc nó được được bự trái như vậy nè. Thì mùa nắng thì cái giá nó cũng cao 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 ngang như như cái mã lai bầu ngay cả nhà. Còn mùa mưa thì nó rẻ hơn mã lai bầu rất nhiều. Thì cái giá dừa mã lai chu hiện tại bây giờ á, nếu mà thu mua tại vườn thì nằm cái giá khoảng 35 ngàn thôi nha cả nhà. Thì nó lên lần lần chứ dừa này nó không không còn sụt nữa nha cả nhà. Đó, trái nhìn thấy đã ghê không. Mã lai chu á, cả nhà thấy mã lai chu mà trái vậy đó. Đó, thì còn mã lai bầu á thì hiện tại bây giờ nếu mà vô vườn thu mua thì nằm cái giá khoảng 40 45 ngàn nha cả nhà. Gần tới Tết rồi mà dừa thì giờ nó hết trái rồi, có vườn thì nói chung là không không còn trái luôn, chỉ còn củ hủ không à. Thì dừa mã lai bầu hay mã lai chu hay là dừa lai mình dừa ta gì cũng vậy nha cả nhà. Đó, nhìn này đã không, mã lai chu mà trái vậy đó, cả nhà biết người ta phân thuốc nhiều cỡ nào rồi đó. Mà cái nhà thấy ở dưới thì nó còn một vài được buồng hay buồng ở trên thì nó sai thôi chứ nó rụng hết nha cả nhà. Dừa trái nhỏ nhỏ là rụng hết à, cái tháng này là như vậy á. Cho nên á cái nhà mình nó trồng thì nói chung là mã lai bầu mã lai chu về trồng bán nó cũng ngon á, nó cũng có ngon rất là ngon luôn nha cả nhà. Nó thì nói chung trồng thì chu bầu thì nó cũng tùy theo khu vực thôi, nhiều khi cái khu vực của các bạn á, trồng mã lai chu cái mùa mưa là khó bán thì các bạn đừng có nên trồng nha cả nhà. Thì còn khu vực của mình thì ở Mỹ Tho Tiền Giang thì nói chung là mình trồng đủ loại á, đa số là mã lai bầu là nhiều nhất, mã lai chu thì ít. Còn khu vực chợ gạo á là mã lai chu là nhiều đó. Còn như ở khu vực của mình thì mã lai chu ta trồng rất ít, đa số người trồng trồng mã lai bầu không đãi cũng khiếp không. Nhưng mà cái dừa mã lai chu này nè cả nhà, nó qua tới cái mùa nắng, nó nắng quá thì cái trái nó nhọn quắc rồi nha cả nhà, mà nó xấu nữa đó. Nhưng mà trồng lỗ nào giá bán cũng ngon á, mùa nắng mà, mùa nắng thì dừa gì bán cũng ngon cả nhà. Đặc biệt mùa nắng, đặc biệt là mã lai chu nè, mã lai bầu với dừa sim xanh là mùa nắng bán ngon nhất nha cả nhà. Đó, đã không, dừa cái cả nhà mình thấy đã không, nó lùng 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 vậy đó, đó ta vậy đó, nó cả nhà mình nhắm đi bán đã không. Thì vừa đây tới Tết á, từ đây tới Tết là nó vừa là lên thôi chứ không không bao giờ mà nó mà sụt nữa nha cả nhà. Trừ khi á, cái tháng lập đông á, mà nó lạnh á thì bán không được thì dừa nó rẻ thôi. Còn năm nay nếu mà tháng lập đông mà không lạnh á là dừa nó sẽ mắc nha cả nhà. Đó, đấy phải nói là nhìn rất là đẹp luôn cả nhà, thấy không, mã lai chu là vậy là hết bài luôn. Thì mình đang thu hoạch dừa mã lai chu thì mình quay lên mình chia sẻ cho bà con cô bác mình cùng xem ha. Thì bà con cô bác mình xem kênh thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ cho Hiền Dừa mình, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì mình cũng ít đăng video lắm cả nhà, tại vì nói chung là mình lo đi hái dừa cho chủ dừa gì nè, cho nên mình rất ít thời gian để mình đăng video á. Đó, trái quằn 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 buồn nào cũng như buồn nấy của nhà nữa không. Thì phân thuốc cũng dữ lắm mới được như vậy cả nhà, chứ không phải mà cứ khơi trồng đại lên rồi cái bỏ trái được như gì đâu nghe cả nhà. Nhìn ghiền luôn đó, cho ba lửa luôn cả nhà thấy không. Nói chung là cây nào cũng sai cả nhà, đều có một cái thì trái nó hơi dài dài hơi nhọn thôi, nó không có tròn không phải là bầu. Dừa này nếu mà đóng bao đi là hết bài nghe cả nhà. Đó, chẳng hạn như mấy cái chỗ người ta gọt dừa trọc á, những cái công ty người ta thu mua á, thì dừa này là chất lượng luôn. Còn như ở khu vực của mình thì mình không có bán cho công ty cả nhà, mình chỉ bán dừa chợ thôi, chỉ bán cho lái lại tới người ta mua gì. Mã lai chu mà trồng được gì là mùa nắng bán ghiền luôn cả nhà. Nhưng mà ác con cái mùa nắng thì nó không sai được như gì, phải chi mà mùa nắng á, mà nó sai được như gì thì bán thôi đã luôn cả nhà. Mùa mưa thì trái vậy đó, mùa này thì có vườn trái nó vậy đó. Thì nói chung là hết dừa đó nha.
thì mình nói thẳng luôn thật, thông báo cho cả nhà mình biết là dừa mã lai là hết dừa rồi, không 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 có còn trái như mùa mưa nữa. Bây giờ trái nó teo lại rồi, thì giờ bắt đầu dừa chuẩn bị mắc trở lại rồi, nói chung là mắc rồi á, mắc giờ lên lần lần mỗi tháng lên 5.000 10.000 vậy đó. Đó đã trái, nhìn đã không cả nhà, nhìn là ghiền luôn đó. Thì cái này dừa mã lai chu cả nhà, thì nói chung là cả nhà mình xem video thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ Hiền Dùng, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha.